đó chị. Cô phải phê bình con, nhưng thực tình sự cố ngày hôm qua là thực sự nghiêm trọng. Mọi người hôm nay đi đang bị cảm. Trời ơi, làm thiệt. Chị đang bị cảm là bị quay cái cảnh này là cảnh là cái trần nhà nó bị hư á. Cả đêm hôm qua đi sửa, bây giờ còn sửa không có được. Sáng nay nó bị bung ra, đang tiếp khách, đang tiếp một vài khách nước ngoài tới công ty mình luôn. Thì cái trần nhà nó bị bung ra, xong nước xối ào xuống và bị xô hết mọi người ra, bị hứng một cái nước dơ từ trên trần nhà rớt xuống. Và cũng chính vì lẽ đó mà ngay từ khi thành lập công ty, chúng tôi đã ưu tiên cho việc phát triển dây chuyền sản xuất và đầu tư nguồn nguyên liệu. Và trong thời gian tới, MDK chúng tôi sẽ đang có một kế hoạch, đó chị. Con có sao không? Ủa? Chị có sao không vậy? Mẹ, con có sao không? Dạ con không sao, con có sao không cô? À, không, con không sao. Cảnh này là cái cảnh sau, vì bị chất nắng, bởi vì cái sơ suất của mình, cũng không phải là sơ suất của My mà là cô có biết những đối tác hôm nay tới với công ty nó quan trọng như thế nào không? Rồi bây giờ tôi không biết phải giải trình với cấp trên như thế nào bây giờ. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô là cái chỗ đó không có sửa được. Chỗ đó sửa cũng vô ích mà thôi. Vậy mà cô vẫn cứ lao đầu vô sửa là sao? Cô phải chịu hết trách nhiệm những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Cô phải phê bình con. Nhưng thực tình, sự cố ngày hôm qua là thực sự nghiêm trọng. Hôm qua cô đã không nói gì, nhưng con đừng coi đó là chuyện nhỏ. Nếu như con nhắm rằng sửa không có kịp, thì con phải báo cho cô biết để cùng tìm cách xử lý, chứ không thể sửa một cách đối phó như vậy được. Nè, mọi người biết là xui một cái là hôm nay mới bị cảm. Vì mấy bữa nay quay liên tục á, mà cứ ở trong phòng tập rồi ra ngoài nắng quay, xong rồi quay trở lại phòng tập nằm á, thì hôm nay bị cảm, sáng nay ngủ biết nghẹt cứng ngắc luôn, sáng ra phải uống kháng sinh. Giờ xấu trước lên luôn. Mọi người đi xin việc nghẹt một mọi người. Thêm đi. Nước nhiều lắm luôn á. Xem sớm nhất giấc mơ của mẹ trên VOON lúc 20 giờ từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.